từ cái nhân cách của mình, ta sẽ làm nhiều điều bậy, rồi cuối cùng là bị tâm thần rất là khó chữa. Bây giờ nếu ta nói thế này, là cái người làm được vài điều tốt tốt rồi tự mãn, trong đạo hay bị là nãy ta nói là ông thầy ông cho mình tư tưởng cao siêu quá, cái mình học sai, cái mình bị điên. Nhưng ngoài đời ít bị hơn là tại sao vậy? Tại ngoài đời, ví dụ những học sinh nhiều khi học giỏi nhưng mà không có kiêu mạn, cũng không có tâm thần. Lý do tại sao? Lý do tại vì cái chương trình học ngoài đời họ có cái thang, họ có cái thang trình độ hết rồi. Thì đứa học sinh học lớp 1 rất giỏi nhưng nó biết còn lớp mấy? Còn lớp 2, lớp 3. Người học sinh lớp 5 đạt học sinh xuất sắc tỉnh rồi, nhưng mà biết trên nó vẫn còn lớp 6, lớp 7, lớp 8 chưa biết. Chính vì nó biết là còn nhiều cái cấp học ở trên nữa, nên dù nó học giỏi cái lớp này nó vẫn không có kiêu mạn, cho nên tâm lý nó vẫn ổn định học lên. Mà tới cấp nào là cao nhất? Tới tiến sĩ là hết. Nhưng mà cái người tiến sĩ chân chính á, thì lúc đó mới biết rằng còn quá nhiều điều trong vũ trụ này mình chưa biết, nên người đó lại không kiêu mạn nữa. Còn tiến sĩ dỗm á, tiến sĩ giấy á, thì coi chừng kiêu mạn á. Mang cái bằng tiến sĩ đi là cứ khoe mình là tiến sĩ là chết á, là tưởng rằng mình đã tới đỉnh rồi. Nhưng mà không, cái người mà tới đỉnh chính là người nhận ra rằng mình còn rất nhiều điều chưa biết. Vậy tới cái gì đỉnh? Tới giải Nobel chắc. Không, nhưng mà hầu hết cái người Nobel là bị hai cái hiệu ứng tâm lý. Một là sau đó họ không tiến lên nữa. Nên cái bên hội nhà văn á, những người được giải Nobel họ có cái nhận xét thế này. Hầu hết những nhà văn sau khi được giải Nobel rồi viết không được nữa. Tại vì khi mà được giải Nobel nổi tiếng cả thế giới rồi, họ cũng bị cái, nó bị cái sốc về tâm lý, cái tự mãn mạnh quá, nghĩ mình đã tới đỉnh rồi. Cái nó phá lần hết khả năng của mình. Nhưng mà đó là hiếm hoi thôi. Còn đa số những người bình thường thì khi ta cứ học lên, biết trên mình còn lớp nữa, biết trên mình còn lớp nữa, nên dù giỏi gì giỏi vẫn không dám kiêu mạn. Nhờ vậy mà tâm lý người ta ổn định. Nó khác với trong đạo. Thời Đức Phật ở trong đạo người ta cũng không bị kiêu mạn, bởi vì Đức Phật có cái tầng bậc tu chứng rõ ràng. Chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là sao? Sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả là làm sao? Đức Phật ấn định rõ ràng. Cho nên khi mình chứng được quả này, mình biết ở trên còn quả nữa, mình không kiêu mạn. Mà chứng cho tới A-la-hán rồi thì bản ngã biến mất nên cũng hết kiêu mạn luôn. Còn ở cấp dưới thì không dám kiêu mạn vì biết trên mình còn một cái quả nữa. Nhưng mà ngày nay thì điều đó không còn. Vì sao vậy? Vì ngày nay không còn Phật minh định rõ ràng là tu như vậy là ở cấp nào, nên ta chỉ nghe ông thầy mình ông nói, nghe vài cuốn sách của mấy ông tổ nói, mà mấy ông tổ làm sao mà bằng Phật được. Nên từ ông tổ nói, à đây là tâm tức Phật, Phật tức tâm. Tâm như vậy là đồng thái hư, là sánh vai với Phật với tổ. Ông gán cho một loạt cái từ trên cao, cái ta bị kiêu mạn lây với ông, bị bởi vì ông thầy của mình. Ta hư tại ông thầy mình, ông dạy ta phải kiêu mạn. Còn thời Đức Phật không có chuyện đó. Thế là một người mà tu nhập được định, Đức Phật nói cái này chưa chứng được sơ thiền. Vì sao vậy? Bởi vì tâm con chưa có thánh thiện hoàn toàn, chưa có hoàn toàn thuần thiện, nên chưa phải sơ thiền. Nghe giật mình liền. Còn đời nay vậy, tâm mình vừa rỗng rang, yên lặng, ngồi được lâu cái mình nói, ồ mình nhập định, mình chứng đạo. Trong khi cái mà mình rỗng rang, yên lặng, ngồi lâu, Đức Phật nói chưa vào sơ thiền. Vì sao? Vì sơ thiền là tâm hoàn toàn đạo đức, hoàn toàn thuần thiện. Mà trong kinh Phật ghi rõ, ly dục, ly bất thiện pháp. Cái chữ mà lìa khỏi cái pháp bất thiện á, có nghĩa là tâm của người chứng sơ thiền hoàn toàn thuần thiện, không còn một cái sơ hở về đạo đức nữa. Ta thấy khủng khiếp chưa? Vậy mà mới sơ thiền thôi. Vậy ta phải hiểu nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là vĩ đại cỡ nào. Vậy mà nhiều người đời nay cứ nói tứ thiền là phàm phu thiền. Nói câu đó rồi đời đời kiếp kiếp không bao giờ vào thiền được nữa. Đời đời kiếp kiếp là đứng ở ngoài khỏi ngài ngôi nhà Phật Pháp, mà dạo trong luân hồi sinh tử đau khổ chơi vì nói bậy. Chưa chứng được sơ thiền mà dám chê cả tứ thiền. Nên đó là cái mà tự mãn, hiểu sai, tà kiến và có thể đọa lạc rất là nặng. Đó là những cái tâm tự mãn. Nên nói là tại sao trong tôn giáo người ta bị điên nhiều hơn là ở ngoài đời là vì vậy. Ở ngoài đời người ta có thang bậc của sự học hành, còn trong đạo cái thang học không rõ. Thời Đức Phật thì có, không ai bị điên hết. Cái thời này không có, ta điên rất là nhiều. Nên vì vậy, những người Phật tử mà đi học đạo phải cẩn thận với ông thầy của mình. Ta kính ông thầy đó, đồng ý. Nhưng mà ta phải cẩn thận. Nếu ông thầy cho ta một cái giáo lý mà cao vút cao vắt, để ta tự thấy mình cao quá,
thì bước lui lại một bước giùm thầy, cẩn thận coi chừng thầy đó phá mình đó. Nên hỏi Phật Quang tu theo đường lối nào, mới lấy Nikaya làm gốc trước. Nikaya trước thời Đức Phật làm chắc. Rồi Kinh Đại Thừa thì sao? Kinh Đại Thừa ta sẽ tham khảo tiếp, ta không bỏ nhưng ta tham khảo tiếp. Và ta đi từ căn bản, những cái thấp nhất, trước hết là từ lòng tôn kính Phật tuyệt đối, quỳ lạy Phật, thấy mình như cỏ rác, thấy Phật là vô biên vô tận, mà ta như là hạt bụi với chân Phật không bằng. Đó là căn bản, không khác được, chứ không cần cao siêu. Nói tôi tu cái thấy bằng Phật, tu mà thấy mới vô tu cái thấy bằng Phật liền là đúng là địa ngục mở ra. Còn ta càng tu càng thấy mình chưa bằng được hạt bụi với Phật, mà chỉ xin được làm hạt bụi nơi bước chân Phật đã dẫm qua thôi. Chỉ vậy thôi. Vậy mà người đó sẽ đi được bền bỉ, đi được bền bỉ. Cứ càng thấy mình thấp là càng bảo đảm. Nên vì thế mà nếu ai biết cái câu thần chú là như thế vẫn chưa đủ, thì sẽ cứu được cuộc đời mình rất nhiều điều. Hôm nay ngày đầu năm tặng cho quý Phật tử cái câu thần chú như thế vẫn chưa đủ. Thầy nói đùa, nhưng mà trong cái đùa nó có thật ở trong đó. Nó có thật là sao? Có thật là khi ta tụng một cái câu mà nó hàm chứa một cái đạo lý, tự nhiên ta được chư thiên gia hộ liền. Cái câu rất là đơn giản, gồm 5 chữ. Thay vì ta làm tới 6 chữ, Án Mani Bát Di Hồng, bây giờ ta bớt lại 1 chữ, còn 5 chữ. Như thế vẫn chưa đủ. Xem đó như một câu thần chú gối đầu của mình. Ta làm được cái điều hay, ta nói như thế vẫn chưa đủ. Ta cứ nói cái câu đó, tự nhắc mình. Bỗng nhiên, nhiều khi gặp tai nạn, ta đôi lúc ta quên cầu Phật, quên Nam Mô Đại Bi Quán Thế Bồ Tát. Nhiều khi có người nào đòi đánh ta, hoặc cái xe ta bị cướp chặn lại, ta cứ quên, ta chỉ buộc miệng như thế vẫn chưa đủ. Bỗng nhiên cướp bỏ đi hết trơn, không biết tại sao. Không ngờ nó linh, mà linh thiệt, linh thiệt. Vì sao? Vì ta đã từng nói cái câu như thế vẫn chưa đủ để ta tu nhiều lúc á. Nên mỗi khi ta đọc cái câu lên, chư thiên nhìn ta, che ta liền. Mỗi khi ta nói cái câu đó để ta nhắc ta cái sự tu hành, cho nên cái câu đó nó động tới trời đất, nó động tới chư thiên, và nó biến thành câu thần chú không ngờ để hộ mạng cho ta. Những lúc ta gặp nguy hiểm, ta theo thói quen ta tụng cái câu đó lên một cách vô thức, nhưng không ngờ cũng cảm ứng tới chư thiên che ta đi qua cái tai nạn. Che qua tai nạn. Ví dụ thế này, ví dụ có một người nào đó họ chửi mắng mình, họ nói mình đồ đạo đức giả, đồ đi chùa mà ác, lừa thầy phản bạn. Ví dụ họ chửi mình nặng nề, họ nói xấu mình đủ thứ. Và lúc đó nhờ mình tu tập nên mình không giận, mình không giận họ. Lòng mình thanh thản, không một chút giận hờn trong tâm đối với cái người mà cứ đi nói xấu mình tùm lum. Như vậy mình ngon chưa? Ngon chưa? Như thế vẫn chưa đủ. Quên câu thần chú rồi. Quên. Như thế vẫn chưa đủ. Thế là ta tu á, ta cứ nghĩ là lòng ta thanh thản tự tại trước cái sự hủy báng của người khác, sự xúc phạm người khác, còn tưởng mình ngon. Nhưng mà sự thật như thế vẫn chưa đủ. Thế nào mới tạm đủ? Là khi biết có một người đó họ chửi mắng mình, họ công kích mình, đêm xuống ta ngồi thiền, ta phải hướng tâm về người đó, ta khởi lòng thương người đó, như thế mới tạm đủ. Dễ không? Khó, khó, bởi vì ta ngấm ngầm còn cái ghét á. Cái người ta chửi mình không giận, nhưng mà thẩm sâu trong tiềm thức mình có chút ghét người ta, vẫn còn tồn tại trong á. Nên vì vậy chưa đủ. Mày đêm đến phải hướng tâm về cái người đã chửi mình, khởi lòng thương họ. Trong cuộc sống có khi ta gặp cái người nghèo, khổ. Hôm đó vội vội vàng vàng ta bỏ túi 100 ngàn, người ta đi công việc, thì đi hờ thôi chứ cũng chẳng xài gì đó. Giữa đường ta gặp người nghèo, người ta móc hết 100 ngàn ta cho. Rồi mình chấp nhận mình đi không có tiền trong túi, về không tiền trong túi. Nhưng bây giờ ta chấp nhận rủi ro, lỡ có chuyện gì mình không có tiền tiêu. Nhưng mà vì cái người kia họ nghèo quá, cái hoàn cảnh đó người ta cho 100 ngàn. Mà thấy như vậy mình ngon không? Đúng là như thế vẫn chưa đủ. Nghĩa là trong túi mình có nhiêu tiền dám móc hết là người nó ngon rồi đó. Tính ra như vậy là cũng rất là can đảm, phải không? Chứ thường thường là mình phải vô tiệm mình đổi ra 2 tờ 50 thôi. 50 tôi 50 để tôi dằn túi, đi lỡ mà đạp bể bánh tráng người ta không có tiền đền, thấy không? Thôi 50 mình thấy vậy là cũng hay, còn đây cũng dám cho hết thì thấy cũng ngon. Nhưng mà sự thật như thế vẫn chưa đủ. Vì sao vậy? Vì ta chưa nói thêm họ được một câu đạo lý nào nữa. Ta mới cho vật chất à, ta phải nói thêm vài câu đạo lý để tặng họ cái đạo lý để họ sống trên đời. Tại sao họ nghèo khổ? Vì họ có cái quả báo cũ nó còn lại. Cái quả báo cũ đó có thể vô tình hay cố ý họ đã phạm. Bây giờ ta không biết,
Nhưng mà khi ta tặng 100 ngàn thì ta nói thêm câu là thôi chúc bạn sắp tới được nhiều may mắn, bình an, và mong bạn sống trên đời này vui và thương mọi người. Tin nhân quả, hãy sống vui và tin nhân quả nha. Rồi hẹn gặp lại, ví dụ vậy. Rồi ta đi. Tức là ngoài 100 ngàn cho, mình nói thêm một lời chúc và một câu đạo lý nho nhỏ. Chứ nói nhiều quá, nhiều khi họ không nghe nổi. Nhưng mình nói một câu nhỏ nhỏ ngắn ngắn để họ dễ nhớ. Và biết đâu nhờ cái câu khuyên đạo lý của mình đó, cuộc đời họ thay đổi. Rồi chỉ có cái câu là hãy sống vui, sống thương mọi người, tin nhân quả. Cứ làm họ suy nghĩ, họ ám ảnh. Ám ảnh tin nhân quả. Tức là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Gieo gió thì gặt bão, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Nên phải sống, phải thương người, phải giúp người thì cuộc đời mình sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn. Nên trong lúc vội vàng, ta không làm gì được nhiều cho nhau thì cũng phải nói được một câu đạo lý với nhau. Còn nếu ta có thời giờ, ta có điều kiện thì cái việc làm từ thiện của ta là phải cưu mang được nhiều người trên cuộc đời này, giúp cho nhiều người có công ăn việc làm. Tức là hoặc là ta giới thiệu việc làm, hoặc là ta tìm cách tạo ra cái công việc, tạo ra sinh kế, giúp nhau sinh kế. Đó mới là cái giúp nhau lâu dài, bền bỉ. Chứ còn cứ người nghèo đến ta tặng cho gói quà, ta đi mất không bao giờ trở lại, họ ăn hết gói quà, năm ngày sau họ chết rồi, mình cũng không hay. Nên vì vậy cái việc từ thiện nó phải cực hơn, phải có chiều sâu hơn, bền bỉ hơn. Rồi ví dụ thế này, có một người lính, họ dám xông pha trận mạng, tiêu diệt quân thù, không sợ nguy hiểm. Và như vậy họ cho mình là người yêu nước. Đúng không? Đúng không? Đúng sao không? Đúng. Dám xông pha trận mạng, chiến đấu với quân thù, không sợ nguy hiểm tới tính mạng của mình, thì người như vậy được gọi là người yêu nước. Không sai. Nhưng mà như thế đủ chưa? Như thế vẫn chưa đủ. Nhớ như vậy. Vậy làm sao mới là đủ? Đủ là thế này. Khi nào khi chiến tranh đã đi qua, hòa bình đã lập lại, họ trở về quê hương, họ làm một cái quan chức. Mà lúc đó đó, mà họ thương dân, giúp dân, lễ độ với dân, thì ta mới gọi rằng người này gọi là đúng là người yêu nước. Dám chiến đấu với quân thù là một khía cạnh, nhưng phải thương dân, tôn trọng dân nữa. Hai cái đó hợp lại mới gọi là yêu nước. Nhưng mà yêu nước thật ra nó tới 4 yếu tố lẫn, chứ không phải chỉ 2 yếu tố đó. Yêu nước nó gồm 4 cái tình yêu. Thứ nhất là yêu đồng bào của mình. Mà đồng bào ta, ví dụ người Việt Nam ta có 80 triệu người, trái tim ta phải yêu được 80 triệu người này. Nhưng mà mình đã yêu được 80 triệu người chưa? Mới có vài người nhà đình mình qua thấy hàng xóm là hết thương rồi. Hàng xóm hết thương mà mình nói mình yêu nước là còn chút nói dối. Cho nên mình thấy mình yêu được cả hàng xóm, mình yêu hết những người á, thì cũng chưa đủ, đếm ra chưa đủ 80 triệu nữa, mới được 1-2 ngàn. Nhưng nào trái tim mình yêu được 80 triệu người này, mình mới gọi là có một phần yêu nước. Yếu tố thứ hai của yêu nước là yêu được cái dải non sông gấm vóc này, mà máu của bao anh hùng tổ tiên đã đổ xuống để giữ gìn cái mảnh đất tươi đẹp cho đến ngày hôm nay. Yếu tố thứ ba của lòng yêu nước là ta yêu được cái văn hóa của ta, cái truyền thống, cái tập tục tốt đẹp của ta. Ví dụ ngày lễ, ngày Tết, ta tưởng nhớ ông bà, ta chúc mừng nhau, ta vui vẻ với nhau, ta ăn mặc quần áo kín đáo, ta giao tiếp không có buông tuồng, ta bảo vệ mái ấm gia đình, ta kính trọng thầy cô, vân vân. Đó những cái văn hóa đẹp của ta, ta yêu, ta quý, đó cũng là yêu nước. Và cái thứ tư mà thầy nói rằng nhiều người đã quên là lòng yêu kính lãnh tụ của mình. Thời xưa điều này được nói rất rõ là trung quân ái quốc, nhưng mà đời nay cái chế độ dân chủ người ta quên mất, nên làm mất một cái mảng quan trọng của lòng yêu nước. Bây giờ ví dụ ta có cái khác nữa là như có một người đến quy y Phật làm đệ tử Phật. Ai hỏi chứ anh quy y chưa? Nó dạ quy y rồi, có pháp danh rồi, à, được rồi. Vậy đã đủ chưa? Chưa, như thế vẫn chưa đủ. Vì sao vậy? Vì ta còn phải Phật hóa cả cái gia đình mình nữa, phải không? Một mình quy y mà nhà mình có người chưa biết đạo thì như thế vẫn chưa đủ. Tức là cái lòng từ bi của ta chưa đủ, cái lòng tôn kính Phật ta chưa đủ, lòng yêu đạo lý ta chưa đủ. Vì ta mà lòng yêu đạo lý đủ rồi thì ta buộc ta phải độ hết cả nhà mình.
Rồi chưa xong nữa, ta còn phải giúp rất nhiều người hiểu